Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để các dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, một đơn vị đang nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại Việt Nam cho biết, sau hơn 10 ngày tiêm vaccine, 50 con chuột tham gia thử nghiệm đều khỏe mạnh, bước đầu đánh giá tính an toàn của vaccine này, mở ra hy vọng sớm đẩy lùi đại dịch. Bản tin 30 giờ nóng hôm nay, thứ Năm ngày 7 tháng 5 còn có những nội dung đáng chú ý. Lãnh 10 năm tù vì mang súng tự chế giết bạn nhậu. Shipper bị đâm thủng phổi khi giao hàng. WHO tái dương tính COVID-19 là một phần của hồi phục. Hơn 1.000 người nhập viện vì rò rỉ khí tại Ấn Độ. Thi thể bệnh nhân COVID-19 nằm ngoài phố ở Ecuador. Sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng trong ngày mà chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 7 tháng 5. Đến 18 giờ tối nay ngày 7 tháng 5, Bộ Y tế ghi nhận thêm 17 ca nhiễm nCoV, đều là người Việt đi chung chuyến bay VN0088 từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về Bạc Liêu, cách ly tập trung ngay. Các ca nhiễm mới được ghi nhận từ số 272 đến 288, gồm 6 nam, 11 nữ, trong đó có một bé trai sinh năm 2020. Số còn lại đều trong độ tuổi từ 20 đến 58. Kết luận cuộc họp sáng nay ngày 7 tháng 5 của Thường trực Chính phủ về COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý để các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke. Cùng với đó, các hoạt động thể thao, giải trí cũng được phép hoạt động. Ngoài ra, Thủ tướng nêu rõ, không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, nhưng cần giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay. Thủ tướng cũng đồng ý bỏ giới hạn về số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng, máy bay, xe khách, tàu hỏa, tàu thủy, nhưng yêu cầu bắt buộc hành khách đeo khẩu trang. Sáng nay, ông Nguyễn Trọng Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hưng Nguyên kiểm tra, chấn chỉnh một trường mầm non có học sinh nằm ngủ đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Hai ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao bức ảnh chụp học sinh trường mầm non Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên khi ngủ cũng đeo khẩu trang. Nhiều người bày tỏ lo ngại, học sinh mầm non khi ngủ cũng bịt khẩu trang sẽ bị thiếu oxy, bị ngạt. Ông Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Vaccine và Sinh phẩm Y tế số 1, Bộ Y tế, đơn vị đang nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại Việt Nam, vừa cho biết, sau 10 ngày được tiêm vaccine này, 50 con chuột tham gia thử nghiệm đều khỏe mạnh là bước đầu đánh giá tính an toàn của vaccine. 4 ngày nữa là tròn 2 tuần sau tiêm, nhóm nghiên cứu sẽ lấy máu chuột để gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá kháng thể, xem chuột có đáp ứng miễn dịch sau tiêm. Nếu thử nghiệm thành công trên chuột, nhóm nghiên cứu sẽ tham gia dự tuyển vaccine để tìm các nguồn đầu tư nghiên cứu từ các quỹ quốc tế, đồng thời tiến hành định liều, thử nghiệm trên động vật, trên nhóm nhỏ và nhóm lớn người tình nguyện. Sáng nay ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Đức, 26 tuổi, ngụ xã Cư E Lan, huyện Eak, 10 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2018, Đức và Trịnh Quốc Phi, 26 tuổi, đến nhà người quen để nhậu. Lúc này, giữa Đức và Phi xảy ra mâu thuẫn, nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Đức về nhà lấy một khẩu súng kiếp tự chế và một con dao Thái Lan tìm Phi để giết. Sau khi quay lại, Đức chĩa súng về phía Phi, nhưng Phi đã bỏ chạy. Đức cầm súng đuổi theo khoảng 80 mét, thì Phi từ bụi cây lao ra, vật lộn, làm khẩu súng rơi xuống đất. Đức liền rút con dao trong túi quần đâm Phi 2-3 nhát. Sau đó, nhiều người đến can ngăn và kịp thời đưa Phi đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Cùng ngày, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phụng để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Phụng chạy xe tay ga vào nhà nghỉ Thanh Tuấn ở xã Tân Mỹ Chánh để thuê phòng. Lúc này, quản lý nhà nghỉ là ông Lưu Văn Bưu vào mở cửa giao phòng thì bất ngờ bị Phụng dùng ghế đập vào đầu làm ông bất tỉnh. Sau đó, Phụng cướp một nhẫn vàng 24K và 2 triệu đồng trên người ông Bưu rồi tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ. Mới đây, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thụ lý vụ một người giao hàng bị người nhà của khách đâm trọng thương xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, đêm 4 tháng 5, anh Nguyễn Xuân Sáng, 25 tuổi, trong lúc giao hàng thì bị Mai Xuân Thọ, 25 tuổi, dùng kéo đâm nhiều nhát dẫn đến thủng phổi. Thọ là con trai của bà Đoàn Thị Kim Liên, là khách nhận hàng. Theo điều tra, sự việc xảy ra do hai bên hẹn giao hàng nhiều lần nhưng không thành dẫn đến cự cãi. Khi anh Sáng đến nhà thì vợ chồng bà Liên cùng con trai là Thọ ra chửi bới. Trong lúc Sáng khui hàng để giao thì bị Thọ dùng kéo đâm gục tại chỗ.
Hôm nay, 91 hộ dân xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai có ao cá hoặc lồng bè nuôi cá trên sông Đồng Nai bị thiệt hại do ngập lụt đã được nhận số tiền hỗ trợ trị giá 11,1 tỷ đồng. Mặc dù số tiền không bù được chi phí thiệt hại thực tế, nhưng nhiều người không khỏi vui mừng vì có thêm một khoản phí để vượt qua khó khăn trước mắt, khôi phục sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trước đó, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8 năm 2019, do mưa lớn kết hợp với sự cố công trình thủy điện Đắc Ca, Đắc Nông và thủy điện Đồng Nai 5, Lâm Đồng xả lũ, khiến hàng ngàn hộ dân ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận hai huyện Tân Phú và Định Quán ngập sâu trong nước. Ngày 7 tháng 5, ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 16, quận Gò Vấp cho biết, phường đã nắm sự việc một nhà dân bị ném chất bẩn và đang chỉ đạo công an phường xác minh. Trước đó, ông B, ngụ phường 16, quận Gò Vấp, chủ nhà bị ném chất bẩn đã liên lạc đến đường dây nóng báo Tuổi Trẻ phản ánh vụ việc. Ông B cho biết sáng ngày 5 tháng 5, người nhà phát hiện trên ban công và trước hiên nhà có 6 bịch mắm tôm bị bể bốc mùi hôi thối. Xem lại camera phát hiện sáng cùng ngày, có hai người đi trên xe máy dừng trước nhà ông, sau đó một người ném chất bẩn vào nhà rồi cả hai bỏ đi. Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một tài xế xe tải bị một thanh niên cầm dao truy đuổi nhiều km. Khi đến trạm thu phí IC4, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, lái xe đã bị nam thanh niên này ném đá vào cửa kính, trúng cằm chảy nhiều máu. Tài xế xe tải tên Nguyễn Hùng cho biết, không hiểu sao lại bị thanh niên lạ mặt truy đuổi, do người này cầm dao nên anh không dám dừng xe để nói chuyện. Theo dõi sự việc, nhiều người không khỏi bất bình trước hành động côn đồ của nam thanh niên. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông huyện Tam Dương cho biết hiện chưa nhận được trình báo của nạn nhân về vụ việc trên. Ngày 7 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng và tước giấy phép 2 tháng đối với tài xế Lê Tấn Đạt, ngụ tỉnh Tiền Giang, do cản trở xe cứu thương trên quốc lộ 30 đoạn qua huyện Cao Lãnh vào trưa ngày 28 tháng 4. Theo tìm hiểu, hôm sự việc xảy ra, tài xế Đạt chạy xe dịch vụ chở khách từ Tiền Giang đi Đồng Tháp. Đến đoạn đường đang sửa chữa trên quốc lộ 30, các phương tiện chỉ lưu thông một phần đường bên phải. Lúc này, các phương tiện đều nhường đường cho hai xe cứu thương. Riêng ô tô 7 chỗ do tài xế Đạt cầm lái không chịu nhường đường. Một tài xế trên xe cấp cứu sau đó lao tới đánh tài xế ô tô 7 chỗ. Người dân đã can ngăn, rồi tài xế Đạt điều khiển phương tiện rời đi. Chuyển sang phần tin thế giới. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng các bệnh nhân đã khỏi COVID-19 nhưng xét nghiệm dương tính với bệnh là do phổi đang đào thải các tế bào chết, chứ không phải là tái nhiễm. Theo đó, người phát ngôn của WHO cho biết, hiện tại, dựa trên các dữ liệu gần nhất, những bệnh nhân đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng xét nghiệm dương tính với bệnh dường như đang thải những gì còn lại trong phổi, như một phần của giai đoạn hồi phục. Trong khi đó, một chuyên gia khác của WHO cũng giải thích, khi phổi lành lại, các phần tế bào chết của phổi sẽ được đẩy lên. Những phần này mới thực sự là dương tính, nên không phải là virus dễ lây, nó không tái kích hoạt. Đây thực ra là một phần của giai đoạn hồi phục. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết đất nước này đang trải qua cuộc tấn công tồi tệ nhất từng có. Cuộc tấn công của dịch COVID-19 còn tệ hơn Trân Châu Cảng và vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Trung tâm Thương mại Thế giới. Hiện, Mỹ đã ghi nhận hơn 71.000 ca tử vong vì COVID-19, trong khi chỉ có 2.403 người Mỹ chết tại Trân Châu Cảng năm 1941 và 2.977 người chết trong vụ khủng bố năm 2001, theo Fox News. Ông Trump cũng tiếp tục chỉ mũi dùi về phía Trung Quốc, tiếp tục cuộc khẩu chiến về nguồn gốc của loại virus chết người xuất hiện ở Vũ Hán. Liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tranh cãi vì không đeo khẩu trang khi đến tham quan nhà máy sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân Honeywell tại thành phố Phoenix, bang Arizona. Hiện nhà lãnh đạo nước Mỹ đã lên tiếng giải thích, tôi đã không cần phải đeo, chính xác là tôi đã hỏi người đứng đầu Honeywell tôi có cần đeo khẩu trang không, và ông ấy đáp, ồ, ngài không cần đeo tại đây. Và như các bạn biết, chúng tôi đứng cách xa mọi người, cách xa những người đang làm khẩu trang, Tổng thống Trump cho biết. Trong bối cảnh dịch bệnh, Philippines là một trong những quốc gia sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp cách ly. Thật vậy, cứ 3 lần một tuần, các thành viên của một nhóm thanh niên ở thủ đô Manila mặc trang phục của các nhân vật trong loạt tác phẩm hư cấu Star Wars, chiến tranh giữa các vị sao của Mỹ để đi vòng quanh khu vực Bangulo, nhắc nhở người dân ở nhà chống dịch. Những cuộc tuần tra đặc biệt này đã tạo niềm vui cho người dân địa phương đang chán nản vì nhiều tuần bị cách ly. Chúng tôi tự làm những trang phục này để làm giảm sự căng thẳng và nỗi lo của trẻ em cùng gia đình các em.
Alexandria Inacio, một thành viên của nhóm thanh niên trên, chia sẻ. Tại Ấn Độ, một vụ rò rỉ ga lớn nhất ở nhà máy hóa chất LG Polymer, bang Andhra Pradesh khiến nhiều người bất tỉnh trên đường và 1.000 người nhập viện. Sự cố xảy ra tại nhà máy hóa chất ở thành phố cảng công nghiệp Visakhapatnam khoảng 2 giờ 30 phút hôm nay, tức khoảng 4 giờ Hà Nội. Khi khí ga bị rò rỉ từ hai bể chứa 5.000 tấn không được giám sát do lệnh phong tỏa từ cuối tháng 3 ở Ấn Độ để ngăn Covid-19. Theo thống kê, ít nhất 5 người đã chết, gồm 2 người già và một bé gái 8 tuổi, trong khi 20 người trong tình trạng nguy kịch. Giới chức cảnh báo số người chết sẽ tăng lên. Mới đây, những bức ảnh được chụp tại thủ đô Quito, Ecuador cho thấy thi thể một nạn nhân nhiễm nCoV đang nằm trên phố, thể hiện mức độ nghiêm trọng mà căn bệnh truyền nhiễm đang gây ra tại Ecuador. Trong ảnh, các chuyên gia pháp y đang xử lý thi thể một người đàn ông 65 tuổi, nghi chết vì Covid-19 hôm ngày 5 tháng 5. Các nhân viên nhà tang lễ sau đó cho cái xác vào quan tài rồi chở đi. Hiện số ca tử vong tại quốc gia này đã vượt 1,6 ngàn, trong khi các cảnh báo cho hay Covid-19 vẫn chưa đạt đỉnh tại đây. Tại Nhật Bản, phát hiện thi thể nam thanh niên người Việt dưới cổng thoát nước. Cụ thể, sự việc vừa được cảnh sát địa phương ghi nhận hôm nay. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đức, 21 tuổi, xuất khẩu lao động sang Nhật từ năm 2019. Đức mất tích từ ngày 2 tháng 4 đến 15 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5, nhóm tìm kiếm người Việt phát hiện thi thể Đức dưới cống thoát nước ở khu vực Akada, thành phố Toyama. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do mất máu, đồng thời xác định thời điểm tử vong từ một tháng trước. Hiện cảnh sát đã đang triệu tập 80 người liên quan để lấy lời khai. Tại Mỹ, những người từng mắc Covid-19 sẽ không được gia nhập quân đội dù đã được điều trị khỏi hoàn toàn, theo bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jessica Maxwell sau đó xác nhận nội dung bản ghi nhớ, khẳng định nó vạch ra định hướng ứng phó với các trường hợp nghi nhiễm và được xác nhận nhiễm nCoV. Hiện quan chức quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về lý do bệnh nhân Covid-19 bị cấm nhập ngũ trọn đời, trong khi người từng mắc nhiều bệnh cấp tính do virus vẫn được gia nhập quân đội. Liên quan đến sự việc hy hữu khi cậu bé 5 tuổi tại Mỹ tự lái ô tô ra khỏi nhà để đi mua siêu xe Lamborghini mà 30 giây nóng đã đưa tin. Mới đây, gia đình cậu bé Adrian Zamariba đã nhận được nhiều đề nghị từ chủ xe Lamborghini địa phương. Những chủ siêu xe này cho phép cậu bé có thể lên xe lái thử vài vòng và gia đình Adrian đã chấp thuận lời đề nghị của một chủ xe có tên Jeremy Neves. Trước đó, Adrian đã lấy xe của gia đình trong lúc bố mẹ đi làm. Chỉ với 3 đô la Mỹ trong túi, cậu nhóc định tới California mua xe Lamborghini và bị cảnh sát phát hiện bàn giao cho gia đình. Bản tin 30 giây nóng hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát sóng lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage chính thức của báo Tuổi Trẻ. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!